Liên quan đến vụ máy bay rơi ở tỉnh Bình Định, lúc 22 giờ 30 phút đêm qua, nguồn tin từ trung đoàn Không quân 940 cho biết đã tìm thấy phi công thứ hai là đại tá Nguyễn Văn Sơn, hiện đại tá Sơn và thượng tá quân đã được đưa xuống núi, chuyển đến bệnh viện. Về tình hình sức khỏe thì cả hai phi công đều bình thường. Lúc 20 giờ 20 phút tối qua, lực lượng chức năng đã tiếp cận được Thượng tá Nguyễn Hồng Quân. Trước đó, khoảng 18 giờ 45 phút, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tiếp tục nhận được thông tin từ điện thoại di động của Đại tá Phi Công Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 940, người thứ hai trong máy bay gặp nạn. Máy bay IAK-130 số hiệu 210D, Trung đoàn Không quân 940, Trường sĩ quan Không quân Quân chủng Phòng không Không quân, tổ chức ban bay huấn luyện, bay đường dài không vực xuyên mây trong điều kiện khí tượng phức tạp. Máy bay cất cánh lúc 9 giờ 55 phút đến 10 giờ 38 phút khi kết thúc bài bay về hạ cánh, phi công báo cáo tình trạng máy bay thả càng không ra. Đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý tình huống thả càng khẩn cấp nhưng vẫn không được. Phi công đã báo cáo chỉ huy bay và được phép nhảy dù, hai phi công đã nhảy dù lúc 10 giờ 51 phút tại khu vực trường bắn TB2, Tây Sơn, Bình Định đăng ký theo dõi kênh youtube truyền hình bình phước để được cập nhật tin tức mới nhất